cướp tiền của vợ. Anh về rồi đấy à? Ăn cơm luôn không đói anh nhé. Nhiều việc lắm hả anh? Anh làm vừa thôi, kẻo ốm đó. Không sao đâu, em ăn đi. Anh mệt, anh đi nằm đã. Alo. Dạ, dạ, em ra ngay đây ạ. Giờ này còn đi đâu nữa đây? Anh Hùng. À, Quân à, anh đi sớm thế. À, ừ, đi sớm cho khỏi tắc đường. Hôm nay cậu đi khu vực nào? Em đi khu vực ngoại thành. Nhường anh khu trung tâm cho quen việc đã nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi chắc phải mất thời gian nữa mới quen được. Anh nói thế chứ em thấy anh xử lý nhanh lắm. Mấy thằng trong tổ còn bảo anh có dán xếp nữa. Cậu lên trước đi, tôi đi mua gì ăn đã. Dạ. Về thôi Quyên ơi, làm vừa thôi, độ này xanh lắm đấy. Ừ nhỉ, mãi quá suýt nữa quên. Cậu về trước đi, tớ lấy đồ rồi đi sao? Cậu cứ để đấy cho tôi. À, bác Ký giúp cháu vào đây ạ. Cảm ơn cậu nha. Em à, em xong việc chưa? Một lát nữa anh qua đón em nhé. Hôm nay em về muộn lắm. Anh cứ về trước đi. Ừ, anh biết rồi. Anh chờ em lâu không? Chờ em bao lâu cũng được. Hôm nay mình đi ăn nhà hàng nhé. Hôm nay em về muộn lắm. Anh cứ về trước đi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách. Làm gì mà phải tắt máy chứ. Ôi, anh làm em hết hồn. Làm gì khuất tất hay sao mà hết hồn. Anh ăn gì chưa mà ngồi uống rượu thế. Ăn rồi. Em mới lấy tiền làm thêm. Anh cầm gộp vào sổ tiết kiệm của hai vợ chồng giúp em nhé. Ấy chà, có 2 tiếng vào nhà hàng mà cô kiếm được ngần này cơ à. Hậu hĩnh quá nhỉ. Anh đang nói cái gì thế? Anh theo dõi em đấy à? Cô đang đi lại với ai phải không? Giỏi giang giàu có cỡ nào mà khiến cô siêu lòng vậy? Hơn cả thằng Hùng này cơ à? Anh cứ thôi đi không? Anh không hiểu gì thì đừng nói em như vậy. Cô mang hết ra đây. Tiền hay trang sức hay nước hoa, người ta cho cô những gì, cô còn giấu tôi những gì nữa. Anh đừng có đụng vào tài liệu của em. Hỏng hết bây giờ. Tài liệu à? Cô đừng hòng che mắt tôi. Đưa đây tôi xem. Đưa đây. Đủ rồi đó. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Công nợ cả tuần làm thêm của em bị anh làm hỏng rồi đây này. Em thích về muộn sao? Em làm muộn, nhận làm kế toán ngoài giờ cho nhà hàng là vì ai anh biết không? Vì em không muốn anh phải vất vả và phơi mặt đi giao hàng. Em nói gì? Em biết từ bao giờ? Sao em không nói gì? Sao em... Anh là người sĩ diện. Nếu muốn anh đã nói với em rồi. Em thương anh vất vả, thế mà anh... Quyên à, anh thật sự xin lỗi em. Vì anh mà em phải vất vả. Vậy mà anh còn không hiểu, còn làm khổ em nữa. Anh đừng nói nữa. Em không muốn nghe gì cả. Em đi đây. Em định đi đâu? Em định bỏ anh à? Anh không cho em đi đâu cả. Anh đúng là có vậy thôi mà đã rối cả lên. Em đi giặt bộ đồ bảo hộ bí mật của anh chứ đi đâu. Mấy tháng nay anh cứ mặc xong lại giấu dưới đáy tủ. Chắc là nó bốc mùi lên rồi. Từ giờ không được giấu em điều gì nữa nhé. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng luôn ở bên anh. Anh biết rồi. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Một chuyến đi bão táp. Thưa Tổng Giám Đốc, một vài hóa đơn gửi tới yêu cầu thanh toán ạ. Nhiều thế này ư? Tất cả đều là việc chi tiêu của Zelda sao? Bố nhớ rằng tháng trước bố đã thanh toán cho con cả chục chiếc túi, 20 đôi giày và vài chục một bộ quần áo. Con đã dùng hết chúng chưa? Zelda,
bố không tiếc con điều gì, nhưng bố không chấp nhận việc con tiêu pha hoang phí như thế này. Con đang không biết quý trọng đồng tiền. Bố sẽ phải thay đổi lại quyền thừa kế. Zelda, con chưa đủ lớn để có thể sử dụng số tiền mồ hôi nước mắt của bố làm ra. Bố, không thể như thế được. Nếu bố làm thế, con sẽ bỏ nhà đi đó. Hãy đi đi, để xem con có thể sống nổi ngoài kia được mấy ngày nếu không có tiền của bố. Con đúng là một đứa con gái vô tích sự. Mình phải đi để bố hiểu rằng bố đã quá khắt khe với mình. Dạ, làm ơn cho tôi đi nhờ xe được không ạ? Cô muốn đi đâu? Cho tôi đi nhờ tới khu nghỉ dưỡng Hawata. Cô tìm đúng người đi nhờ rồi đấy, lên xe đi. Cô phải ngoan ngoãn thì sống, bằng không thì... Tôi đang ở đâu thế này? Tối hôm qua, tôi thấy cô ngã ngất liệm đi ở bìa rừng, cho nên tôi đưa cô về đây. Cô ở đâu, tôi sẽ giúp cô gọi điện về nhà cho gia đình nha. Cháu... Dạ cháu... Bố, không thể như thế được. Nếu bố làm thế, con sẽ bỏ nhà đi đó. Hãy đi đi, để xem con có thể sống nổi ngoài kia được mấy ngày nếu không có tiền của bố. Cháu không có nhà, cũng không có người thân bà. Bà có thể cho cháu ở lại đây được không? Cháu có thể làm việc. Được chứ. Ta sống đơn thân đã lâu cũng buồn lắm. Cháu có thể ở lại đây giúp ta công việc đồng áng. Bà có thể ăn món súp này hàng ngày được hả? Súp chỉ có một chút bột mì và một ít thịt à. Có đồ ăn đã là tốt lắm rồi. Mà cô có phải là một cô gái không gia đình không vậy? Trông cô giống một tiểu thư con nhà giàu hơn. Dạ, cháu... Hả? Bảo vệ rồi đó. Sao cháu lại phải làm những việc này chứ? Không lẽ cô để cho tôi làm? Bà ơi, bố mẹ cháu lên thành phố chưa về, nhà cháu bị nước ngập mất rồi ạ. Vậy sao? Mau lên, cô đi cùng với tôi. Có thể sẽ phải tát nước ra khỏi nhà đây. Bà có ủng và găng tay không ạ? Không có ủng hay găng tay cái gì đâu. Đừng đòi hỏi những thứ đó vào lúc này. Bão đã qua chưa? Tạnh mưa rồi chị. Nhưng con đường vào làng bị ngập nước hết rồi. Cây cầu đi học hàng ngày của tụi em đã bị cuốn trôi đêm qua luôn. Trường của tụi em cách đây bao xa? Nếu có cầu thì chúng em phải đi 2 cây số thôi. Cầu bị cuốn đi rồi, đi theo đường mòn ven rừng sẽ mất 1 tiếng mới tới trường được. Bà cũng cho cháu xin một bát súp có được không bà? Cháu mệt và đói quá. Chúng ta ăn hết sạch đồ ăn rồi. Bà còn một ít tiền đây. Cháu có thể đi vào trung tâm thị trấn mua chút gì đó về có được không? Hả? Chỉ có thế này thì mua được gì hả bà? Đó là tất cả số tiền ta đang có rồi. Chờ cho đường hết ngập, ta mới có thể chở ngô vào trung tâm thị trấn và bán được một ít tiền. Chỗ ngô này bán sẽ được bao nhiêu tiền hả bà? Cũng khá đấy, tầm 50 đô. Trời, 50 đô thôi hả? Cũng đủ cho một ly whisky loại ngon trong quán bar nữa. Nè cô gái, cô từ đâu tới vậy? 50 đô chúng ta có thể mua đồ ăn cho cả tuần lẫn đây. Cô rõ ràng là một cô tiểu thư mà. Nói xem tại sao lại bỏ nhà ra đi. Cháu giận bố cháu, cho nên...
mong cụ hãy nhận số tiền này coi như là sự cảm ơn của tôi trong những ngày Zelda sống tại đây. Ồ không đâu, cứu người là việc mà ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm. Tôi hoàn toàn sống thoải mái với số tiền mà tôi đang có. Bố ơi, từ mai bố cho con tới công ty làm việc có được không ạ? Con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Bố sẽ nghĩ lại về quyền thừa kế. Bố thấy sau chuyến đi này, con gái bố đã trưởng thành hơn rồi. Món quà của ông già Noel. Cha, cây thông lớn thật. Chị Tám ơi, liệu ông già Noel có tặng quà cho con không hả dì? Tất nhiên rồi, nếu con là một đứa bé ngoan, ông già Noel sẽ tới tặng quà cho con. Hôm nay con có cuộc họp chắc sẽ về muộn, dì cho cô Minh ăn rồi đi ngủ trước nhé. Hôm nay Giáng sinh, mẹ đã hứa về sớm với con rồi cơ mà. Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ có cuộc họp đột xuất, ba sẽ về sớm với con được không nào con trai? Hôm nay anh cũng phải đi tiếp một đối tác quan trọng, không thể về sớm được đâu. Ba mẹ chẳng ai chịu giữ lời hứa cả. Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ sẽ cố gắng về sớm nhất có thể và sẽ đền cho con một món quà thật to, được không nào? Thôi, ba mẹ phải đi ngay bây giờ, không muộn rồi. Con ở nhà với dì Tám ngoan nhé. Sếp ơi, sếp nhớ 10 phút nữa có buổi tiếp đoàn khách nước ngoài đấy ạ. Ừ, chị nhớ rồi. Nhiều việc quá, mà hôm nay là Giáng sinh, mình còn không có thời gian đi mua quà cho bé Minh nữa. Ừ, anh đi. Gì cơ? Đi mua quà cho con á? Không được đâu, anh đang bận bù đầu lên đi. Ừ, thôi được rồi, để anh mua. Cậu Toàn, vào tôi nhờ chút. Dạ, giám đốc gọi em ạ. Tôi có chút việc nhờ cậu, hôm nay là Giáng sinh, mà tôi thì chưa kịp mua quà cho con trai. Cậu giúp tôi ra ngoài mua quà cho thằng bé nhé. Dạ vâng, mua quà cho bé Minh phải không ạ? Không biết là bé thích quà gì anh nhỉ? Thằng bé thích đọc sách, cậu chọn sách thiếu nhi là được. Cậu mang đến cho thằng bé giúp tôi, vì tối nay tôi bận đi tiếp đối tác, sợ sẽ về muộn. Dạ vâng. Alo, cho hỏi đây có phải là dịch vụ chuyển phát quà ông già Noel không ạ? Vâng, bạn giúp mình chọn một vài cuốn sách làm quà, rồi chuyển đến số 13 đường Bình Minh vào lúc 7 giờ tối nhé. Mình sẽ chuyển khoản thanh toán cho bạn. Thế là xong. Cháu là Nhật Minh phải không? Ông già Noel, cháu vừa mới viết thư cho ông xong, vậy mà ông đã xuất hiện rồi, thật kỳ diệu. Tất nhiên là ta phải đến rồi, vì cháu là một đứa trẻ ngoan, mà trẻ ngoan thì bao giờ cũng được nhận quà. Cháu cảm ơn ông. Chúc cháu Giáng sinh vui vẻ nhé. Là ông già Noel tới tặng quà cho con phải không nào? Dạ vâng, là quà của ông già Noel tặng con đấy ạ. Để xem ông già Noel tặng con quà gì nào. Là sách gì ạ? Dì Tám ơi, triết học là gì ạ? Hay con đi ngủ đi Minh. Không, con phải chờ bố mẹ về cơ. Tiếng ô tô của bố mẹ. Bố mẹ về rồi. Chúc Giáng sinh vui vẻ con trai. Con chào bố mẹ. Thế nào, con trai đã nhận được quà chưa? Là quà gì thế? Dạ, con nhận được quà của ông già Noel đấy ạ. À. Nhưng mà nó là sách gì ấy, con không hiểu. Bố mẹ chờ con một lát nhé. Gì thế này? Triết học phương Tây, trở thành người cha tốt. Chúc anh Hoàng một Giáng sinh an lành. Thế này là thế nào? Cậu Toàn à, tôi bảo cậu mua quà cho con trai tôi, mà sao cậu lại mua sách triết học với trở thành người cha tốt hả? Sao lại thế hả? Thôi chết, em thuê dịch vụ ông già Noel, chắc họ trao quà nhầm người rồi. Thật là, phải gọi điện phản ánh ngay mới được. Bảo anh đi mua quà cho con thì anh lại đi nhờ người khác. Ai lại cho đứa trẻ 6 tuổi đọc toàn sách của người lớn bao giờ? Thì ai biết được cửa hàng người ta lại chuyển nhầm quà cơ chứ. Cũng tại cái cậu Toàn cơ. Trước khi trách cứ cậu Toàn,
trách cứ cửa hàng thì các con cũng phải xem lại mình đi. Sao lại? Dì biết các con bận, nhưng mà các con không thể dành một chút thời gian để đi chọn cho con mình một món quà được hay sao? Các con làm ba mẹ, nhưng các con chưa đặt tấm lòng mình vào đó. Sao dì lại nói như vậy? Chúng con đi làm tối ngày cũng chỉ muốn kiếm tiền để lo cho cô Minh, để cho thằng bé có được những gì tốt đẹp nhất. Như vậy sao có thể gọi là không có tấm lòng chứ? Chúng con cũng rất lo cho thằng bé mà. Con có biết ước muốn của cô Minh vào đêm Giáng sinh là gì không? Đây là thư của thằng bé gửi đến ông già Noel nè. Gửi ông già Noel, không biết Giáng sinh năm nay ông có tới thăm con không? Nếu ông muốn tặng cho con một món quà, thì năm nay con không muốn nhận quà gì cả. Con chỉ muốn có bố mẹ ở đây cùng con đón Giáng sinh. Giờ các con đã hiểu điều thằng bé cần là gì chưa? Thằng bé không cần món quà về vật chất, mà cần món quà về tinh thần. Đây là quà Giáng sinh con vẽ tặng ba mẹ. Chúc ba mẹ Giáng sinh vui vẻ. Ôi, cảm ơn ông già Noel bé nhỏ của ba mẹ. Cuối tuần này, cả nhà ta sẽ đi chơi vườn bách thú. Có ai phản đối không nào? Yeah, con đồng ý. Mẹ cũng đồng ý cả hai tay. Mèo mù vớ phải chuột nhắt. Tốc độ của anh chẳng cải thiện gì cả, lại còn nhát gan nữa chứ. Anh em nghe đây, con mèo mù rồi, giờ nhà bếp này là của chúng ta, chán thôi. Ôi không, cứ thế này thì chắc mình chết đói mất. Dậy đi mèo ù, anh nằm đây mà để lũ chuột phá tan nát khu bếp thế hả? Cút đi, tao không thèm chấp lũ chuột bẩn thỉu nhà ngươi. Anh có muốn hợp tác với tôi không? Tôi sẽ chỉ anh cách bắt chuột. Khi anh đuổi được lũ chuột, tôi sẽ có lại cuộc sống bình yên, để đôi bên cùng có lợi. Đùa ta hả? Sao ngươi lại muốn ta xử đồng bọn của ngươi? Anh không biết thôi, tôi thì thấp bé, chúng thì to béo, táo tợn. Chúng ăn đến không còn một thứ gì trong bếp. Tôi còn sợ chúng hơn cả anh nữa đấy. Được rồi, để xem ngươi làm được gì. Tôi biết anh sẽ không giết tôi đâu. Lũ chuột các ngươi vừa hôi hám, bẩn thỉu, lại còn suốt ngày trộm cắp. Đợi ta bắt chuột thành thục rồi, nhất định sẽ không để các ngươi lộng hành. Nếu là chuột, anh có cố gắng sạch sẽ, thơm tho khi mà những con chuột khác đều bẩn thỉu, hôi hám không? Và dù chết đói, anh cũng không đi ăn trộm đâu nhỉ? Tốt quá Liêu, nhiều vào thì mới nhanh khỏe lại. Để ta vào lấy thêm đồ ăn. Từ nay ta sẽ chuẩn bị cho chú mày một suất ăn lớn hơn. Tôi sẽ chia cho cậu phần đồ ăn của tôi. Từ nay cậu đừng có đi ăn trộm nữa. Thật sao? Ăn đi. Giá như thế này mãi thì thích thật. Không phải quanh quẩn ở công rãnh hôi thối, cũng không phải rình rập trộm cướp đồ ăn, cứ sống vậy đi, có ai cấm cậu đâu. Chỉ là bố mẹ tôi, anh em họ hàng tôi, không ai sống như thế. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại kết bạn với một con mèo. Tôi sợ. Dù cậu là ai thì cũng hãy làm mọi điều cậu thích. Đừng để như tôi, khi trở thành một con mèo vô dụng mới nhận ra điều đó. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Mình đã hứa với Leo rằng sẽ không trộm cắp nữa. Mình sẽ không làm cậu ấy thất vọng đâu. À! Có chuyện gì đấy chuột nhắt? Đáng đời con chuột, mày định ăn đồ của ông hả? Sao cậu vẫn chứng nào tật nấy thế? Tôi... Không đâu, tin tôi đi.
tôi chỉ vô tình bị kẹt đuôi vào bẫy thôi. Cứu, cứu tôi với. Được rồi, đừng lo, tôi sẽ cứu cậu. Ta biết chú mày muốn gặm chết nó, nhưng con chuột bẩn thỉu này chỉ tổ làm chú mày mắc bệnh. Bình tĩnh nào mèo ngoan. Không, cứu tôi với. Cứu tôi với, Leo ơi. Đây rồi, đúng hướng này rồi. Xin lỗi nhé, chuột nhắt. À... Leo, chú mày làm cái gì đây? Sổng mất con chuột rồi kia kìa. May quá. Được lắm Leo, ta chưa thấy con mèo mù nào bắt chuột giỏi như chú mày đấy. Giờ thì cậu đừng nói mình là mèo mù vô dụng nữa nha anh bạn. Cậu tuyệt hơn những gì cậu nghĩ đấy. Một con mèo mù có thể bắt được chuột, và một con chuột lại có thể làm bạn với mèo. Trên đời này đúng là không gì không thể. Phong Lan tình yêu. Anh đã nhìn rõ chưa? Ơn trời, mắt anh đã lành lại. Anh lại được nhìn thấy gương mặt thân thương của em và các đồng đội. Bác sĩ và quân nhân tranh thủ tâm sự đi. Hai ngày nữa là trung đoàn phải di chuyển rồi. Nắng nóng ở đây làm em trông mệt mỏi quá. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Giá mà mọi thứ cứ bình yên thế này anh nhỉ? Ngày đó sẽ sớm tới thôi em. Anh Tính, nhìn kìa, kìa có phải là lan rừng không anh? À, đúng rồi, đây là lan Đai Châu đó em. Giữa rừng sâu núi thẳm, lại có một nhánh hoa dại đẹp quá. Mùi thơm của nó ngọt ngào quá. Người rừng to quá, nhanh lên em. Bác sĩ mà ốm thì lấy ai chăm sóc các bệnh nhân? Cô sốt cao quá, hãy uống thuốc để sớm khỏi bệnh. Sốt rét rừng rất nguy hiểm. Cứ mặc tôi sống đi làm gì nữa? Cả gia đình tôi chẳng còn ai sống sót. Dù thế nào cô cũng phải gắng sống để còn cứu chữa người bệnh, và còn chờ anh Tính trở về nữa. Anh Tính đi rồi sao? Giữa lúc tôi đang ốm nặng, tin dữ của gia đình tôi vừa truyền đến sao? Anh Tính lo lắng lắm. Anh ấy đã túc trực suốt lúc cô hôn mê, nhưng cả trung đoàn của anh ấy phải lên đường. À, anh ấy nhờ tôi đưa cô cái này. Trung sĩ Tính gửi cho cô đấy. Mai à, anh biết lúc em cần, anh lại không thể ở bên. Em hãy cố gắng vượt qua nhé. Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thắm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Hội chợ hoa xuân mời nghệ nhân tới tham dự. Anh Tính à, đã 20 năm nay, giò Đai Châu ngày nào chẳng chịu nở hoa, chỉ có lá xanh đơm trổ. Vậy mà xuân này, lan rừng lại nở ra thơm ngát, hoa đã tìm về, sao anh vẫn bặt tinh? Anh hãy cho phép em làm điều này, anh nhé. Ồ hồ, giò lan Đai Châu đẹp quá, còn thơm nữa. Lần đầu tiên tôi mới thấy loại lan rừng đẹp thế này. Giò Đai Châu này giá bao nhiêu ạ? Giò hoa này gắn liền với kỷ niệm của tôi, tôi không bán. Đây là lần đầu giò lan ra hoa lại sau 20 năm chỉ trổ lá đó cậu. Dạ, ra là vậy. Ba cháu cũng mê phong lan lắm.
ông có một vườn lan mà vẫn không thỏa. Vậy sao cậu không nói ba cậu mang lan tới hội hoa? Tôi không muốn giữ vẻ đẹp và sức sống này cho riêng mình, nên đã mang hoa tới đây để mọi người cùng thưởng thức. Cha cháu sẽ không tới đâu. Ông luôn buồn bã, hoài niệm về một nhánh lan rừng ngày còn ở chiến trường. Mấy bữa nay, vết thương ở mắt tái phát, nhưng ông nhất định không chịu phẫu thuật. Vậy sao? Vâng, cháu hy vọng tìm thấy đúng loài hoa ông thương nhớ. Mai ra sẽ khiến ông lạc quan mà thay đổi quyết định. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội hoa rồi. Hay là chút nữa cậu cứ cầm giò hoa này về cho cha mình. Chừng nào mọi chuyện ổn thỏa, hãy mang trả tôi. Được thế thì tốt quá. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Cô cho cháu xin địa chỉ. Chào cậu. Dạ chào cô. Cháu mang giò lan tới trả cô như đã hứa ạ. Đây là... Dạ, đây là ba Tính, ba nuôi của cháu đó ạ. Nhờ giò lan của cô, ba cháu đã đồng ý phẫu thuật mắt. Hôm nay, hai cha con cháu muốn tới cảm ơn cô. Anh Tính. Cô là giọng của Mai sao? Anh Tính, có phải vì những vết thương này mà anh trốn tránh em suốt 20 năm qua? Anh xin lỗi, anh sợ sẽ là gánh nặng cho em. Anh thật là... Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thấm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.